Hello, chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về món càng cua bách hoa nha các bạn. Hôm nay là ngày lễ độc lập thì nhà mình làm một ít món ăn chơi. Càng cua bách hoa thì gồm có càng cua, đây là những cái càng cua người ta đã làm sẵn cho mình rồi. Thì khi càng cua này mình mua ở Costco nhé. Costco cái loại này nè, đó Snow Crab Cocktail gì đó. Thì mua một cái bịch này 20 đồng các bạn, mua Costco nhé. Mình thấy cái này thì lâu lâu mới thấy người ta bán nha. Ở này sản xuất ở Canada nha các bạn. Thì gồm có càng cua này, có thịt cua nữa. Thịt cua thì mình mua cái cua lại, cua hộp người ta xé ra nhé. Thì một cái này là 1 pound nè. Thì ở Costco nó cũng có bán khoảng hai mấy 30 đồng, còn cái này mình chị kia chị mua cho mình ở bên Louisiana thì cái này mình mua 16 đồng. Đó là chân cua chứ cũng chưa có phải là thịt, hôm bữa thì chị mua không có. Thì gồm có một bao đó với một bao thịt sai mọc nhá. Này cũng là 1 pound nè. Mao bọc xay. Cái này thì mình mua ở Đức luôn, San Jose. Gồm có hành, đầu hành bằm, tiêu, bột nêm để nêm vô ăn kèm. Rồi sau đó mình sẽ có bột chiên xù nhé. Hoặc là cái này là tempura nè. Cái này để mình nhúng qua mình chiên cho nó giòn lên thôi, ăn cho nó ngon. Gồm có ăn với tương, xí muội, cái dưa leo, salad ăn kèm. Rồi bây giờ mình sẽ ướp vào đây là mình sẽ cho hết cái mọc này vô nha, 1 pound mọc nè. Cho vào đây một thìa cà phê hạt tiêu. Thìa cà phê bột nêm nhé. Cái này tự vì cái mọc đó người ta đã ướp sẵn cho mình ăn là vừa ăn rồi chứ cũng không có cần ấy. Rồi cua thì nó cũng có cái độ mặn của nước biển đó các bạn, nên mình không có ướp mặn nhiều nha. Mình còn chấm với nước sốt nữa. Mình một thìa canh đầu hành. Rồi sau những nguyên liệu mình sẽ trộn đều lên nhé. Chơi hoặc là trong nhà hàng người ta đãi những lúc khai tiệc đó các bạn. Sau khi nguyên liệu mình cua với mọc với hành gia vị mình trộn đều thì bắt đầu mình sẽ bắt một cái này cái càng cua nha các bạn. Thì mình sẽ có một ít dầu để mình bôi cho nó khỏi dính vào tay á, thì mình sẽ bọc bọc cái càng cua bằng cái mọc này, mình chừa ra một ít cái đuôi này ra nè. Vậy nè các bạn. Rồi sau đó mình sẽ nhúng với bột chiên xù rồi mình chia nó lên. Chừa cái càng này ra nhé. Từ từ
Đây là món càng cua bắp hoa nha các bạn. Món này là món khai vị trong các bữa tiệc. Mình ăn kèm với tương xiêm muội, dưa leo, salad, cà chua đều được hết nha.